quả trứng đi nhờ. Kobi, con nào đây à? Kobi đi lại đây mẹ nào. Ai nấu trứng cho Ali đây? Con á, con giỏi thế. Wow, Kobi giỏi vậy ta. Hàng gì á, mẹ thấy là một quả trứng ở dưới bếp này, xong rồi một cái vỏ trứng ở trên bếp nữa này. Là thì ra là Kobi à, mẹ cứ tưởng ai chứ. Ali ơi, con ăn đi. Con bảo Ali ăn đi. Ali ơi, con ăn đi. Kobi có đói không? Cái mẹ thưởng cho Kobi một hộp sữa nhé. Chắc Kobi làm việc nhiều rồi cũng đói rồi đấy nhờ. Thôi để đây cho Ali ăn nhé. Ali ăn ngoan nhé. Mẹ đây mẹ thưởng sữa cho Kobi đây nha. Đi nào. Con lấy trứng thôi ra con cháy cho Ali ăn á. Mẹ thưởng sữa cho con nhé. No, no.